cách để yêu bản thân mình hơn. Hãy tưởng tượng bạn đang đi bộ trong rừng và bạn thấy một chú chó nhỏ. Nó trông thật dễ thương và thân thiện. Bạn lại gần để cưng nựng nó. Đột nhiên nó gầm gừ và cố cắn bạn. Dường như con chó không còn dễ thương như trước, và bạn cảm thấy sợ hãi và có thể là giận dữ. Sau khi cơn gió thổi qua, những chiếc lá trên mặt đất được cuốn đi, và bạn thấy một chân của nó bị mắc trong cái bẫy. Bây giờ bạn cảm thấy thương xót chú chó. Bạn biết nó trở nên hung hăng như vậy là vì nó đang bị thương và phải cố chịu nỗi đau ấy. Chúng ta học được điều gì từ câu chuyện này? Làm thế nào chúng ta trở nên ít phán xét hơn? Thứ nhất, đừng đổ lỗi cho chính mình. Chúng ta được lập trình để tồn tại theo một cách rất bản năng. Khi chúng ta thấy một chú chó hoặc một người nào đó có thể cắn chúng ta, theo nghĩa đen hay nghĩa bóng, tất nhiên chúng ta cảm thấy bị đe dọa. Chúng ta tự động thiết lập trạng thái chiến đấu hoặc bỏ chạy, và không thể thấy vô số lý do cho những hành vi của người khác. Chúng ta phòng vệ chặt chẽ và không nhượng bộ. Đây là một phản ứng bình thường đầu tiên. Điều quan trọng, chúng ta nên tạm dừng trước khi hành động từ trạng thái tâm lý này. Thứ hai, hãy biết quan tâm. Mặc dù sự đánh giá người, việc là một bản năng tự nhiên, hãy cố kiềm chế lại trước khi bạn nói hoặc gửi đi những email thô tục và gây ra bất kỳ nguy hại tiềm tàng nào. Bạn không thể lấy lại những điều đã nói. Hãy dừng lại, hãy thử xem bạn có thể hiểu người đó vì sao lại hành động như thế. Hãy thử thay thế suy nghĩ chỉ trích bên trong bạn thành một suy nghĩ tích cực, hoặc ít nhất là một suy nghĩ trung lập. Suy cho cùng, giống như câu chuyện về chú chó bị mắc bẫy phía trên, chúng ta thực sự không biết lý do cho hành vi của một ai đó. Thứ ba, không cá nhân hóa. Khi ai đó không đồng ý với chúng ta hoặc làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên khó khăn, hãy nhớ rằng nó thường không liên quan đến chúng ta. Nó có thể liên quan đến nỗi đau của họ, cuộc vật lộn của họ. Tại sao ta không tin vào một điều gì đó tốt ở họ? Will Smith đã nói, đừng bao giờ đánh giá thấp nỗi đau của một người, bởi thành thực mà nói, mọi người đều đang vật lộn với cuộc sống. Có chăng là một số người che giấu điều đó tốt hơn những người khác mà thôi. Thứ tư, hãy tìm kiếm điều tốt đẹp cơ bản. Điều này cần phải có sự luyện tập, vì tâm trí chúng ta thường hay tìm kiếm điều tiêu cực. Nhưng nếu chúng ta cố gắng, chúng ta hầu như lúc nào cũng có thể tìm thấy một cái gì đó tốt đẹp về người khác. Thứ năm, lặp lại câu thần chú giống như tôi. Hãy nhớ rằng chúng ta giống nhau nhiều hơn là khác nhau. Khi tôi cảm thấy mình muốn chỉ trích một người nào đó, tôi cố gắng nhắc nhở bản thân rằng những người khác cũng yêu gia đình của họ giống như tôi, và người đó muốn được hạnh phúc và thoát khỏi nỗi đau khổ giống như tôi. Và điều quan trọng nhất chính là người đó cũng mắc phải những sai lầm giống như tôi vậy. Thứ sáu, điều chỉnh lại. Khi ai đó làm điều gì mà bạn không thích, hãy nghĩ rằng họ chỉ đơn giản là giải quyết vấn đề theo cách khác biệt với bạn, hoặc có thể họ còn có một lịch trình khác so với bạn. Điều này có thể giúp bạn cởi mở và chấp nhận hành vi của họ hơn. Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nói rằng mọi người đi theo các con đường khác nhau để tìm kiếm sự mãn nguyện và hạnh phúc. Chỉ vì họ không đi theo con đường của bạn
không có nghĩa là họ đã đánh mất chúng. Thứ bảy, hãy nhìn vào hành vi của bạn. Đôi khi chúng ta có thể đánh giá một ai đó về một việc gì đó mà bản thân chúng ta đã từng làm. Ví dụ, lần tới khi bạn thấy mình la hét một ai đó trong khi đang lái xe, hãy hỏi bản thân: tôi đã bao giờ lái xe ẩu hay chưa? Tất nhiên, tất cả chúng ta đều từng như thế. Thứ 8, giáo dục bản thân. Khi mọi người làm những việc gây khó chịu, họ có thể có những khuyết điểm bị che giấu. Ví dụ, một người có kỹ năng xã hội kém có thể mắc hội chứng Asperger. Vì vậy, nếu ai đó đang xâm chiếm không gian cá nhân của bạn như một người bị hội chứng Asperger có thể làm, hãy nhớ rằng nó không liên quan đến bạn. Albert Einstein từng nói: mỗi người là một thiên tài, nhưng nếu bạn đánh giá một con cá qua khả năng leo trèo, nó sẽ sống cả đời mà tin rằng nó thật sự ngu ngốc. Thứ 9, tin tưởng vào điều gì đó tốt đẹp ở người khác. Có người từng nói với tôi: không ai thức dậy vào buổi sáng và nói: tôi nghĩ mình sẽ trở thành một tên ngốc ngày hôm nay. Hầu hết chúng ta nỗ lực hết sức có thể với những nguồn lực mà chúng ta có trong hiện tại. Thứ 10, cảm thấy tốt về bạn. Brené Brown nói rằng: nếu tôi cảm thấy hài lòng về khả năng làm mẹ của mình, thì tôi không còn hứng thú với việc đánh giá về những lựa chọn của người khác. Nếu tôi cảm thấy tốt về cơ thể của tôi, thì tôi không đi chế giễu về cân nặng hoặc ngoại hình của người khác. Chúng ta khắc nghiệt với nhau vì chúng ta muốn sử dụng khuyết điểm của người khác để làm bàn đạp nâng giá trị của bản thân. Và cuối cùng, hãy nhớ rằng việc đánh giá một người không định nghĩa họ là ai, mà nó định nghĩa bạn là ai. Đời. Dòng đời cứ thế dần xoay, dòng lệ cứ thế ngắn dài buồn vui. Thời gian vun vút con thoi, dòng người cứ thế ngược xuôi chợ đời. Chữ nhân, chữ nghĩa chơi vơi, chữ ganh chữ ghét rối bời đua chen. Chữ ân chữ ái đan xen, chữ thương chữ nhớ lòi len chất chồng. Chữ hạnh phúc chữ ước mong, chữ chờ chữ đợi long đong kiếp người. Chữ buồn đấu đá chữ vui, chữ sướng chữ khổ hên xui âm thầm. Chữ tâm lặng lẽ trầm ngâm, chữ nhịn mép cửa lặng câm tủi hờn. Chữ vui hiện ở nụ cười, chữ an sao sánh bằng mười chữ nhân. Bao nhiêu thế sự ở đời, buồn vui sướng khổ khóc cười hơn thua. Ngẫm suy sống được vẹn vừa, lương tâm chẳng thể bán mua bằng tiền. Nhưng đời vật chất đảo điên, bao nhiêu cám dỗ gắn liền thân ta. Người nào kiên định vượt qua, không thì sa ngã quỷ ma kéo về. Có người chìm đắm si mê, vô tư tận hưởng hà hê chẳng màng. Biết đâu xa lắm niết bàn, chân như lạc mất hướng đàng ngục lôi. Giận mình một kiếp người trôi, thì ai cũng phải phủi rồi trần gian. Con người nghiệp nợ đa đoan, sau khi nhắm mắt vẫn còn tiếng thơm. Tình nồng nghĩa đượm ta ươm, ngày sau nhặt nhạnh tinh tươm đóa tình. Bao nhiêu vật chất phù sinh, chỉ là một khối vô minh xa mờ. Mượn câu lục bát đề thơ, răn ta răn những dại khờ thế nhân. Sống vui trên nẻo đường trần, giữ tâm trong sáng vạn lần khó thay.